Nếu bạn thấy được làm gỗ lên cao như này này. Đó. Cùng với cái công nghệ chống sốc của hãng thì đã đảm bảo khi mà có rơi rút như thế này thì nó sẽ giữ cho cái điện thoại của mình rất là nhiều. Vì hầu hết khi rơi thì bốn góc này sẽ là những điểm tiếp xúc đầu tiên với mặt đất hay mặt bàn gì đó. Xin chào các bạn, ở đây mình có cái bộ đôi ốp lưng UAG Monad dành cho Samsung Galaxy Note 10 Plus, và đây là Note 10. Đây có thể coi là cái dòng ốp lưng đắt nhất dành cho Note 10 ở trên thị trường. Một sản phẩm hàng hiệu đến từ Mỹ, và đây cũng là cái dòng sản phẩm duy nhất mà có đến 5 lớp chống sốc, nghĩa là cái dòng ốp lưng có khả năng chống rơi và chống va đập tốt nhất. Sản phẩm này đạt cái tiêu chuẩn chống sốc theo quân đội của Mỹ với hai màu là màu đen phân da và màu đỏ phân da. Màu đỏ trông rất là đẹp chứ không phải là những cái màu đỏ nhờ nhờ. Đây mình sẽ giới thiệu chi tiết các bạn đây. UAG thì vẫn giữ nguyên cái phong cách thiết kế của họ từ trước đến nay, một tiền phong cách thiết kế có lẽ là rất là đặc trưng. Nó không giống với những cái dòng ốp lưng khác các bạn thấy ở trên thị trường. Trông nó rất là hầm hố và tương đối gồ ghề. Với tận 5 lớp mà các bạn có thể thấy ở đây. Ở đây bên ngoài là một cái lớp nhựa cứng, bên trong là một cái lớp da. Đấy. Bên trong nữa thì có một cái lớp nhựa cứng nữa. Và ở đây thì là một cái lớp viền cao su mềm. Ở đây cũng có những cái ốc vít này nữa, là một cái điểm trang trí cho ốp lưng. Năm nay thì cái logo UAG đã chuyển từ ở đây xuống dưới này rồi, thì trông nó hơi khác một chút. Đây. Bây giờ mình sẽ lắp lên chiếc Note 10 Plus để các bạn dễ hình dung hơn. Đây luôn là một trong những cái series mà được bán nhiều nhất cho những cái dòng sản phẩm trước đây, như ví dụ như Note 9. Mặc dù nó khá là đắt nhưng mọi người vẫn mua nó rất là nhiều bởi vì những cái đặc tính rất là tuyệt vời cũng như là cái khả năng chống rơi chống sốc của nó. Những cái góc cạnh các bạn thấy được làm gỗ lên cao như này này. Đó. Cùng với cái công nghệ chống sốc của hãng thì đã đảm bảo khi mà có rơi rút như thế này thì nó sẽ giữ cho cái điện thoại của mình rất là nhiều. Vì hầu hết khi rơi thì bốn góc này sẽ là những điểm tiếp xúc đầu tiên với mặt đất hay mặt bàn gì đó. Những cái điểm làm dày hơn ở những cái góc này sẽ giúp bảo vệ của điện thoại của mình tốt hơn. Cái camera như bạn thấy thì nó nằm hẳn hụt vào bên trong rồi, không lo bị phần xước camera nữa. Thậm chí năm nay các bạn để ý kỹ thì sẽ thấy những cái mấu nhỏ nhô lên ở bốn góc này, các bạn thấy đó. Nó sẽ giúp bảo vệ cái ốp lưng này khi để lên mặt bàn như này thì nó sẽ không bị xước cái phần như này. Đây là một cái cải tiến rất là nhỏ nhưng mà rất đáng khen của UAG. Dù là một chiếc ốp lưng chống sốc rất mạnh nhưng mà chiếc ốp lưng này nó vẫn tương đối là mạnh. Các bạn thấy cái viền màn hình nó không bị chườm cao quá và không bị chườm nhiều quá. Theo mình dự đoán thì chiếc ốp lưng này có thể sử dụng được với cái kính full màn hình. Vì truyền thống của UAG làm những cái viền này rất là mạnh nên là sẽ lộ được toàn bộ cái phần màn hình của máy ra, trông rất là đẹp. Đây. Bên sườn này có những cái rãnh này để giúp mình cầm máy ở trên tay nó không bị trơn hơn. Nhưng bạn cầm như thế này này, nó sẽ không bị trơn hơn. Đối với chiếc máy bằng lưng bằng kính như của Note 10 Plus thì cái thiết kế đó sẽ giúp mình cầm máy ở trên tay nó chắc chắn hơn. Thực tế trong cái điều kiện sử dụng thực tế ấy, thì cái chiếc ốp lưng này nó đạt cái tiêu chuẩn gấp 2 lần cái tiêu chuẩn quân đội của Mỹ về thử nghiệm về thả rơi. Có nghĩa là nó còn tốt hơn rất là nhiều so với cái quảng cáo của nó. Đây, sản phẩm hiện tại có giá của hãng là 1.380.000, giá hiện tại của Lê Sang là 1.290.000. Các bạn vui lòng truy cập website để cập nhật những cái giá mới nhất tại từng cái thời điểm khác nhau. Để mình mở cho các bạn xem cái màu đỏ luôn nhé. Đây là màu đỏ của nó cũng rất là đẹp. Mình sẽ lấy chiếc của cái Note 10 nhỏ. Hai dòng này thì nó thiết kế nó không khác gì nhau cả nên là mình sẽ giới thiệu chung ở một video cho các bạn dễ hình dung hơn. Ở bên trong này có những cái rãnh này, dạng liên kết tổ ong giúp mà máy nó không bị dính vào cái mặt lưng và giúp nó bị giúp sử dụng nó sẽ mát mẻ hơn, đỡ nóng hơn. Mình sẽ gắn lên chiếc Note 10. Đây, một chi tiết rất là nhỏ như bạn thấy cái phần loa này. Đấy, hãng cắt hẳn lên như thế này. Một chi tiết rất nhỏ nhưng nhiều cái hãng sản xuất phụ kiện hàng thông thường người ta sẽ không để ý đến chi tiết này. Có khi nó che bằng cái loa thoại của bạn lại làm âm thanh của nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Phiền trước cũng làm nhu cao lên để khi mình có làm rơi xuống như này thì nó sẽ đỡ cho máy rất là nhiều. Đây. Và như vậy mình đã giới thiệu xong các bạn chiếc ốp lưng UAG Monad đắt nhất dành cho Note 10 và Note 10 Plus. Để đặt mua thì bạn truy cập website lesang.vn. Hoặc gọi điện số hotline 024 66 708 708 để đặt hàng. Xin cảm ơn các bạn.